Sau khi đã đông thì bây giờ bắt đầu mình dùng cái muỗng này mình nạy lên nè. Nó vô cùng đơn giản luôn. Rồi, đó, lấy cái gang này ra ha. Mình sẽ rửa lại sơ với nước rồi tí mình sẽ rửa lại ha. Còn đây là món sashimi bào ngư như cả nhà. Sắc lát như thế này rất là đơn giản luôn. Mọi người hãy theo dõi mình nha. Mình sẽ tiến hành làm món sashimi tại nhà như thế nào đó thì các bạn thực sự tiện lợi và rút gọn thời gian nhất có thể luôn. Sau của nó sẽ có một cái đùm gan như thế này, một túi gan nha mọi người. Cái túi gan này á thì có khi bạn ăn được và có những bạn người ta không ăn thì mình có thể lấy ra luôn. Lấy ra. Đó, lấy cái gan này ra ha. Đó, bỏ vào trong cái khố này để mình vứt đi. Rồi. Mình sẽ rửa lại sơ với nước rồi tí mình sẽ rửa lại ha. Mình xếp vào con phòng ươm cho nó đẹp. Đấy. Rồi, tiếp tục con thứ hai. Thao tác rất là nhanh gọn, dễ lắm mọi người. Túi mật, lấy ra luôn. Còn lại nha. Đó, đây là cái nỏ của bào ngư ha. Cho vào trong này. Đấy. Tiếp tục con thứ ba. Cũng tương tự như vậy. Đó. Rất là nhanh nha mọi người. Chung nó không có khó đâu cả nhà. Cái này các bạn rửa dưới cái vò nước á, thì cho nó nhanh luôn ha. Mình có vò nước mình rửa nó cho nhanh. Cái này mình quay để cho các bạn hình dung được cái cách làm bào ngư để mình về nhà mình sơ chế ngay tại nhà của mình cho nó dễ. Chứ còn các bạn rửa dưới trực tiếp dưới vò nước thì nó nhanh, nó tiện, nó sạch. Của bào ngư Úc thì nó dai hơn, nó ngọt hơn. Bào ngư Úc thì được ví là sống trong một vùng biển rất là sạch luôn nha mọi người. Nước sạch, hoàn toàn tự nhiên. Khi mà đã đủ năng suất thì bắt đầu mới xuất đi nha mọi người, xuất đi cắt nước luôn. Thì size của bào ngư Úc hiện tại là đang có rất là nhiều size. Size 10 đến 12 con là mình đang sơ chế cho các bạn nha. Thì cái bào ngư mà size 10, 12 hiện tại thì giá cũng rất là mềm như cả nhà. Bào ngư Úc hiện nay và tại vì nó đã phổ biến rồi nên giá của nó cũng mềm và dễ sử dụng luôn, không có như ngày xưa đắt đỏ ha. Và hiện tại thì giao thương nó cũng mở cửa nó rộng hơn nên cái việc mà xuất đi nó cũng dễ, nên cái giá thành nó cũng hợp lý để cho các nhà mình sử dụng nha mọi người. Đặc biệt như mình nấu cháo, nấu súp hoặc là ăn sashimi hoặc là tiềm thì cái món bào ngư Úc là cái món mà mình có thể sử dụng trong các bữa ăn để mà có một sức khỏe tốt hơn ha. Cái vị của nó rất là dễ ăn nên đủ cái thành viên độ tuổi trong gia đình mình đều dùng được hết, từ trẻ nhỏ đến người già đến bà đầu mẹ biển nha mọi người. Đấy. Mọi người thật sự quan tâm tới bào ngư Úc và mình sẽ tư vấn cho các bạn cách nấu luôn. Mọi người hãy liên hệ qua số hotline hoặc cũng qua bay để mình tư vấn cho các bạn nhé. Bắt đầu mình sẽ tiến hành cắt con bào ngư thứ nhất nha cả nhà. Theo cái kinh nghiệm cắt thì mình sẽ cắt cái miếng vừa phải thôi, không có quá to quá dày để khi mình ăn nó ngon hơn. Các bạn cắt cẩn thận thôi nha. Khi mà cắt xong như thế này á, nó rất là tiện trong cái việc mà các bạn bày trí vào trong cái vỏ của con bào ngư. Các bạn thấy không, sứ thịt của nó dày, ăn rất là tươi ngon. Thường thì người ta ăn sashimi á, để cảm nhận cái độ ngon của nó. Rồi bây giờ các bạn dùng lá tía tô bỏ vào trong cái
cỏ và một ít củ cải trắng, mình băm nhỏ thế nhỏ như thế này. Đây là cái con bầu ngư thứ nhất mình bày trí, bỏ trên cái đĩa đá nha các bạn, để cho nó giữ cái độ lạnh của con bầu ngư, và khi mình ăn nó cảm nhận cái độ giòn hơn nữa. Đây là con thứ hai, tương tự như con thứ nhất, các bạn thái từng lá như thế này. Đấy, rất là đơn giản đúng không cả nhà? Những fan nào mà sashimi thì mình không nên bỏ qua, bởi vì nó cực kỳ dễ làm luôn. Rồi tiếp tục mình lại cho lá tía tô và thêm một chút xíu củ cải trắng. Rồi tiếp tục cho cái bào ngư xếp lát lên. Đấy, cái thao tác dễ lắm. Các bạn tiến hành ngay tại nhà là mình thấy là rất là hợp lý luôn. Rồi cho vào. Ngon quá các bạn ơi, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Cho vào trong cái đĩa. Tương tự những con tiếp theo các bạn tiến hành như vậy, và cho vào trong cái dĩa của mình như thế nào đó phù hợp với lại cái số lượng người trong gia đình của mình ha. Mỗi người chỉ cần ăn một con thôi là đủ rồi, để mình cảm nhận vừa phải, không có quá nhiều. Đấy, bào ngư này là size 10 đến 12 con nha các bạn, mình tha hồ ăn luôn. Rồi để kết hợp cho cái món bào ngư nó thêm ngon hơn á, thì các bạn nhớ là mình thêm một chút xíu wasabi nè, đường hồng nè, nước tương nha. Bây giờ mình sẽ thử ngay một lát cùng với một chút xíu wasabi. Đó, lên nè, các bạn thấy chưa, wasabi ngon ngang. Thịt con bào ngư trắng dày, mình sẽ chấm cùng một chút xíu nước tương, hấp dẫn luôn. Các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn dùng wasabi á, mình có thể chọn cái loại tiếp á các bạn. Thì cái loại tiếp đó là cái hàng tươi mình người ta đã bào sẵn cho mình rồi. Mình khi nào mình dùng thì bắt đầu mình nặn ra mình dùng, và mình có thể bảo quản ngăn mát để mình dùng từ từ. Và nhớ khi mình ăn mình kèm thêm một chút xíu gừng hồng nè, hoặc là củ cải trắng, để mình trở lại cái vị giác ban đầu và làm cho cái khẩu vị của mình nó ngon hơn, hấp dẫn hơn nha cả nhà. Rất là tiện luôn ha. Bên mình thì đang có đầy đủ các nguyên liệu cho các bạn luôn, khi các bạn sử dụng luôn ngay tại nhà, hoặc là những cái buổi tiệc cuối tuần hoặc đi business đó, rất là tiện luôn á. Rồi bây giờ bắt đầu mình thưởng thức nè. Cho vào miệng. Trời ngon lắm các bạn ơi. Nó vừa giòn, vừa ngọt, vừa sực sực, dai dai, và có một chút xíu vị mặn của biển. Đặc biệt vào người Úc á các bạn, thì khẩu vị của người Úc á, người ta thích ăn thêm một chút xíu vị mặn mặn trong đó, để nó cảm thấy như là nguyên vẹn cái con bầu ngư, cái vị của tự nhiên luôn á. Nên khi mình ăn á, mình cảm thấy rất là khác nha các bạn. Các bạn ngon và thực hiện thành công ngay tại nhà nha. Bye bye, chào tạm biệt.